Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ với nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng những gì mà bản thân chúng tôi đang chia sẻ sẽ hỗ trợ được cho nhà đầu tư trên con đường mà bản thân các bạn tham gia vào. Trên thị trường giao dịch Forex này, thế nào được gọi là lừa đảo Forex thì tôi xin được chia sẻ để nhà đầu tư cùng nhìn nhận. Lừa đảo Forex là gì? Là những giá trị trên thị trường không được minh chứng, dẫn chứng và trong thị trường thực tế để chia sẻ cho nhà đầu tư cùng kiểm chứng và đánh giá thực tế trên thị trường. Đó chính là giao dịch live thực tế để chứng minh bằng chính những giá trị được vận dụng, áp dụng vào trong thực tiễn giống như tôi đã chia sẻ đến nhà đầu tư thì đây gọi là có căn cứ và phải có lịch sử giao dịch để chúng ta nhìn nhận và đánh giá. Ví dụ đây là tài khoản 168.000, tôi đã rút ra ngoài thị trường 300.000 và thì nhờ vừa nãy em đánh tổng em ăn lời được khoảng tầm 10, gần 20.000 đấy nha. Đây này. Đó. Và em dẫn chứng cho anh em xem, ok chưa? Đó, thì phải có dẫn chứng giá trị cụ thể trên thị trường để cho những người tìm hiểu và mọi nhà đầu tư trên thị trường nhìn nhận và đánh giá cho rõ về những giá trị thực tiễn này trên thị trường thì mới gọi là những người có năng lực thật sự ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, lừa đảo Forex là những thứ giá trị được chia sẻ trên thị trường không có dẫn chứng, không có giá trị của lịch sử giao dịch để chúng ta kiểm chứng về điều đó ở trên thị trường. Và thì nhận những chia sẻ đó chỉ là bằng mồm, sử dụng những phân tích mà chúng ta không có kiểm chứng được từ những giao dịch của bản thân họ trên thị trường về đầu tư. Và những giá trị này không có được cơ sở từ chính những tài khoản của bản thân họ chia sẻ trên thị trường. Vậy thì làm sao chúng ta có căn cứ và cơ sở để chúng ta nhìn nhận bất kỳ cứ một ai hay một điều gì ở trên cái thị trường giao dịch Forex này là được gọi là áp dụng được vào trong thực tế trên thị trường. Và điều này được phản ánh trên thị trường rất lớn ở những thứ như là thầy dạy Forex hay Á quân Forex thế giới hoặc Pro Trader hoặc nhăm nhảm trên các diễn đàn Forex và các kênh YouTube là những chia sẻ của rất nhiều những kẻ được gọi là IB của sàn núp bóng là gì cả, nhiều năm kinh nghiệm, rồi là chuyên gia giao dịch Forex, rồi là quản lý quỹ, rồi là nhận ủy thác hay copy chain, nhưng kêu chứng minh và trong thực tế trên thị trường thì tuyệt nhiên bọn này không dám chứng minh. Vậy thì đó chính là những kẻ đang lừa đảo trên thị trường. Chúng bán cho chúng ta những giá trị của kiến thức và ngay cả bản thân chúng còn không áp dụng được vào trong thực tế để tạo ra lợi nhuận, để chứng minh, dẫn chứng cụ thể cho chúng ta nhìn nhận và chúng ta kiểm chứng. Vậy thì cơ sở nào cho rằng nhà đầu tư có thể giao dịch được khi đem kiến thức đó phải áp dụng vào trong thực tế? Giao dịch bằng mõm là gì? Là chúng đem TradingView ra để vẽ vời, bịp bợm với cả nhà đầu tư rằng chúng giao dịch vận dụng được ở trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Nhưng thực tế thì sao? Bản thân bọn chúng có áp dụng được vào trong thực tế từ chính những giao dịch mà bản thân chúng đưa cho nhà đầu tư lệnh hay là chiến lược hay plan giao dịch hoặc phân tích trên TradingView để minh chứng, dẫn chứng cụ thể bằng chứng lịch sử giao dịch của bản thân chúng đâu, mà chúng chỉ là tổng kết bằng Excel hoặc là gì nhỉ, đưa ra một cái hình chụp rằng chúng ăn con này con nọ nhưng thực tế ra hoàn toàn khác, bởi vì có giao dịch đâu và có giao dịch được đâu để mà dẫn chứng bằng lịch sử giao dịch hoặc bằng live để cho nhà đầu tư kiểm chứng về điều đó. Mỗi một phương pháp trên thị trường đều cần phải có thời gian để dẫn chứng cụ thể xuyên suốt trong một thời gian dài để cho mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này cần phải lưu ý. Cả một chặng đường dài, đó là những chuỗi giá trị mà bản thân người đứng ra chia sẻ trên thị trường họ phải thực tế áp dụng vào trong thị trường thực tiễn. Và gì nhỉ?
để chứng minh cho chúng ta bằng những giao dịch của bản thân họ trên thị trường thực tế, để chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá và chúng ta thấy rõ những giá trị cơ hội này, thì mới được gọi là người có năng lực thật sự và có kỹ năng giao dịch trên thị trường. Còn xin lỗi nhà đầu tư, không giao dịch được, không vận dụng được, không áp dụng được, thì lấy gì ra để chứng minh, lấy cơ sở gì ra để dẫn chứng ở trên thị trường. Vậy thì kẻ đó chính là kẻ lừa đảo ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nói mồm ai cũng có thể nói được, dùng mõm về chia sẻ đủ các kiểu kiến thức, kinh nghiệm hay phương pháp, rồi thế này hay thế khác, ai cũng có thể làm được. Nhưng giao dịch thực tế, dẫn chứng, minh họa và trong thị trường để cho chúng ta kiểm chứng giá trị đó, tại sao tuyệt nhiên ở ngoài kia những bố được gọi là chuyên gia, những thánh thần được gọi là đọc lệnh hoặc là phân tích xu hướng hoặc sử dụng TradingView để nói rồi đưa chiến lược được lên giao dịch, thì tuyệt nhiên không một ai dám chứng minh giao dịch live, sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch xuyên suốt trong thời gian dài giống như bản thân tôi. Vậy mà được gọi là giao dịch thực tế hay sao? Đây là điều mà nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, đánh giá được. Tôi giao dịch được, tôi chứng minh được, tôi dẫn chứng được về mọi giá trị. Đầu tư coin tôi cũng dẫn chứng. Cứu tài khoản cho khách hàng tôi cũng dẫn chứng. Phương pháp đánh scalp, đánh swing, đánh lướt, đánh hẹp, đánh nhồi lệnh, đánh scalp đều tạo ra lợi nhuận và có dẫn chứng xuyên suốt trong thời gian dài. Vậy tôi dẫn chứng được, chứng minh được mà gọi là không biết giao dịch hay sao? Trò hề trong thị trường này hả? Còn những kẻ ngoài kia lên thì dùng hình chụp trên điện thoại để minh họa, bắn tín hiệu, đọc lệnh, phân tích xu hướng, đưa plan giao dịch, tổng kết bằng file Excel mà gọi là biết trade hay sao ở trên cái thị trường về giao dịch Forex này. Lừa đảo Forex chính là những thằng không chứng minh, không dẫn chứng được, thì đó chính là những thằng lừa đảo trên cái thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ để cho nhà đầu tư nhìn nhận, tôi minh chứng, dẫn chứng cụ thể trên thị trường để nhà đầu tư nhìn rõ bản chất của thị trường về đầu tư Forex này. Thị trường Forex này dễ là dễ mất tiền, đơn giản chính bản thân các bạn sẽ là người tan ra bại sản trên thị trường giao dịch Forex này. Nếu như bản thân các bạn thích bánh vẽ về lợi nhuận, thích những giá trị ảo và thích siêu tập kiến thức từ những thằng chỉ áp dụng ở trong những câu chuyện thành công của bản thân chúng ở trên thị trường mà không chịu dẫn chứng thực tế, thì tử nạn là con đường tất yếu của biết bao nhiêu nhà đầu tư đã lao vào trong thị trường này từ xưa cho đến nay. Và các bạn có thể thấy rõ những giá trị minh chứng, dẫn chứng cụ thể của bản thân tôi là cả một chặng đường dài xuyên suốt ở trên thị trường được minh chứng, dẫn chứng với những biến động ở trên thị trường bằng chính những giao dịch live thực tế để cho nhà đầu tư cùng xem. Tài khoản này tôi giao dịch là 168.000 đô, đã rút ra 311.000 đô ở trên thị trường, xong giá trị tài khoản vẫn còn là khoảng 675.000 đô. Vậy thì tương đương sấp xỉ lời gần một, tổng cả gốc cả lãi là gần 1 triệu đô trên thị trường. Và toàn bộ tôi giao dịch thực tế cho học viên theo dõi và nhìn nhận, tôi dẫn chứng vào trong thị trường thực tế và tôi cảnh báo đến nhà đầu tư về những khốc khuất và những vấn nạn ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Bản thân chính các bạn là những người tham gia trải nghiệm, tìm hiểu ở trên thị trường nên thực tế để mà nhìn nhận, thực tế để mà đánh giá, thực tế để mà có trách nhiệm với bản thân chính các bạn khi tham gia trải nghiệm và tìm hiểu trên cái thị trường về đầu tư Forex này. Bản thân các bạn phải có trách nhiệm nhìn nhận cho đúng, đánh giá cho rõ và phải yêu cầu bất kỳ một ai đang chia sẻ phương pháp, kiến thức hay kinh nghiệm, bất kỳ một thứ giá trị nào trên thị trường này đều phải chứng minh giống như bản thân Trần Quốc Minh này đang chứng minh bằng thực tiễn cho nhà đầu tư xem xét và đánh giá
Có như vậy mới có cơ sở để nhà đầu tư thấy rõ được năng lực của bản thân họ trên thị trường. Cũng giống như tôi, trách nhiệm của tôi chính là dẫn chứng và chứng minh với những nhà đầu tư khi đến tìm hiểu về khóa học của bản thân mình. Cũng như trách nhiệm của tôi là chứng minh, dẫn chứng một cách có cơ sở bằng chính những giao dịch của bản thân mình cho từng học viên theo học, để họ nhìn nhận và đánh giá thấy rõ được các giá trị thực tế này. Có như vậy họ mới dần dần hiểu rõ về bản chất của thị trường giao dịch Forex và những kỹ năng cần có ở trên thị trường làm sao mà đạt được. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường giao dịch Forex này cần phải nhớ rõ. Vừa rồi đây thì tôi có giao dịch ở trên này một số lệnh ăn khoảng tầm gần 20.000, và anh học viên, anh Hiệp đằng sau tôi đây có thấy rõ. Đây đúng không? Đây đúng không? Đây đúng không? Đây đúng không? Tổng hôm nay em lời là gần 19.000, gần 20.000. Ok chưa ạ? Sáng nay em cũng đánh một lệnh ở bên tài khoản bên kia nữa. Đó, anh thấy rõ đó. Em phân tích về tâm lý anh chuẩn chưa? Rồi á, chỗ nào vào ra lệnh em vào chuẩn chưa? Đó, thì bản thân anh phải nhìn vào đây. Còn khi mà bước ra ngoài là không được lao vào trong thị trường. Và giống như hôm nay anh cũng xem rõ rồi đấy. Em khuyên mọi người, khuyên những người đấy tìm hiểu thấy rõ không? Không có cái nào trả giá được gọi dễ. Lừa đảo Forex là gì? Là không chứng minh được. Ví dụ em vào trong này, em không chứng minh được cho anh thì mới gọi là em là lừa đảo. Còn khi mà em dẫn chứng được cho anh rồi, vậy thì đây là kiến thức đúng, đây là phương pháp đúng. À, anh em cần phải về nhìn nhận lại và thì nhận đánh giá lại vấn đề. Ok chưa? Đó, thì đấy, tôi chia sẻ cho cộng đồng và nhà đầu tư và trực tiếp anh em học với cả tôi cùng theo dõi và đánh giá. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân tôi chia sẻ cho cộng đồng, mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận cho đúng về các vấn đề của bọn lừa đảo đang thuốc chết nhà đầu tư trên thị trường. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và chứng minh, có dẫn chứng thực tế trên thị trường để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận, đánh giá rõ về giá trị này. Xin chào và hẹn gặp lại nhà đầu tư. Đó, em chia sẻ cứ thực tế này thôi.